Chào các bạn nhé, hôm nay mình sẽ quay cái cung đường vành đai 3,5 ở cái dự án bên cạnh là dự án Vinhome Ocean Park 3 The Crown. Đây là một con đường hoàn thiện sắp sửa được vào. Về thông tin dự án thì chúng ta sẽ cùng chờ để cái ngày mà chủ đầu tư kích up ấy, thì chúng ta sẽ có cái thông tin đầy đủ về chính sách bán hàng và các cái thứ nó đầy đủ hơn. Nhưng mà mình sẽ quay trước đây cho các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Vin thì luôn đem đến những điều bất ngờ, ngỡ ngàng và kỳ tích cho cái nhà đầu tư. Đây, những hình ảnh này còn đang được che lại. Đấy, để cho những người hôm nay các bạn xem video này thì sẽ thấy những cái hình ảnh mà mới mẻ và đầu tiên của dự án. Đây là mình nghĩ cũng là một cái chính sách làm việc của Vin rất là bí mật đến lúc phút chót. Cũng như ngày xưa ấy, cái dự án Ocean Park 2 này, các bạn thấy cái ngày 24 tháng 6 là che căng cái này cũng căng lên. Đấy, và cũng che như này. Đấy, thế và bây giờ chúng ta sẽ là người đầu tiên được tiệm cận với những cái hình ảnh. Thế còn chính sách bán hàng thì các bạn hãy nhớ là cứ chờ đợi theo dõi qua kênh YouTube của mình. Thì mình sẽ đi khi mà kích up từ chủ đầu tư ấy, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn đây những hình ảnh mới nhất của dự án này. Chào ạ, Vịnh. Slogan của dự án là Vịnh Biển Thượng Lưu bốn mùa hạnh phúc nhé. Các bạn nhìn thấy kiến trúc của cái này rất là hay. Đấy, nó khác biệt hẳn so với các cái kiến trúc của các cái dự án đã có. Vin không bao giờ trùng lặp. Đấy, đây những các bạn nhìn đấy, đây cũng là bộ hồ bơi phong cách Olympic nhá. Bạn nhìn đây này, đấy, hồ bơi tập bơi mấy trăm mét ở trong nhà đấy. Và đây là cái công viên Omni Aqua Bay, đây bạn nhìn này, đấy, rất là đẹp nhá. Hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp 1.200 hecta. Ok, sẽ có những hình ảnh được lắp ghép lên tiếp. Và về câu chuyện kích up dự án thì các bạn cứ theo dõi qua kênh follow của kênh YouTube của mình. Vì cơ bản với sàn Vietaland thì cũng là đối tác chiến lược Platinum cộng. Thì cái gì, cái chính sách, các thứ gì chắc chắn là hàng hóa cũng vậy. Mình cũng không muốn chia sẻ với các bạn rằng là có những người chia sẻ nhưng mà cũng làm gì có hàng. Và thậm chí là với chủ đầu tư thì làm nó phải tuân thủ thượng tôn pháp luật, chứ không phải là ảo ảo nghe cái này cái kia, phê tích bình luận đứng phía này phía kia thì mình nghĩ là không lên. Cái tổng thể của dự án thì đây, bên này sẽ là Ocean Park 2 này, công trường đấy. Đây là Ocean Park 1, mình nghĩ sẽ đang làm biểu tượng cho các bạn. Đấy, thế vào đây thì mình có chia sẻ qua là dự án này có tổng diện tích là 2494 hecta với 8 phân khu, gọi là 3 vịnh, vịnh Thiên Đường, vịnh Tây, vịnh Xanh. Đấy, và có tiếp theo là phố biển Đảo Ngọc. Đảo Ngọc thì giống ngọc trai của bên các phân khu đấy. Đấy, và thời đại và ánh dương và hải đăng. Thì cái hải đăng ấy, cái phân khu hải đăng nó sẽ bám sát sang cái đường có cầu Đại An ấy mà đi sang cái đường Nam A cũ ấy. Đấy, thì cũng đấy cũng là một cái điểm nhấn mà mình nghĩ khi mà lên hình dự án thì mình nghĩ cũng rất là hay, vì là cái đấy kết nối với cái gọi là cái câu chuyện của dọn tổ về đón đại bàng, thu hút các cái chuyên gia của các khu công nghiệp như là phố núi, phố nối này, thị trấn Như Quỳnh. Đấy, thì bây giờ cũng đã và đang phát triển rồi, các cái tiện ích phát triển các cái nhà đầu tư trước như TNT hoặc một số cái đấy chúng ta đi qua đấy bây giờ cũng rất là sầm uất. Thế thì câu chuyện đấy nó cũng là giống như của Riverside ấy. Thì nó sự thành công của Riverside giữa một Phúc Đồng Long Biên chỉ 10-15 triệu và đến bây giờ thì đến 350 triệu một mét, và cũng là nơi gọi là người ta gọi là cộng đồng cư dân tinh hoa nhân hòa gắn kết. Thì nếu mà nhà đầu tư từ đấy đi sang đường 5 cũng rất là thuận, mà nếu không thì đi lên đường 5B thì cũng càng thuận, cũng xong không sao cả. Nhưng mà mình thấy là cái kết nối, và Vin đã nghiên cứu, các cái chuyên gia đầu ngành của Vin đã nghiên cứu từ bắt tay với tỉnh Hưng Yên từ 2019 cơ. Đây là nhiều người cũng sợ là câu chuyện là sẽ là nhiều hàng, nó dư cung không. Thì cái ngày mở bán 28 tháng 4 của Ocean Park 1 thì mọi người cũng nghĩ như vậy, nhưng mà cũng tạo ra những kỳ tích, chả là bàn giao rồi. Và tổng số bán bây giờ khéo cũng là chuẩn bị là hơn 9.500 căn rồi. Và bên này thì có tầm độ khoảng 8.500 căn. Và cái phân khúc liền kề cũng sẽ là chiếm tỷ trọng chủ yếu. Liền kề, shop house, đơn lập, song lập, tứ lập. Và có bên này thì diện tích thì theo mình thì mình thấy rằng là cái diện tích tối thiểu là 52 m², khác với bên Ocean Park 2 là có 48 m², cũng liền và chúng ta cùng chờ đợi xem cái ngôn ngữ thiết kế.
theo các cái thành phố nổi tiếng của họ sẽ đưa hơi thở của những cái ngôn ngữ thiết kế mình như mình nhìn ấy, đó là một sự thiết kế khác biệt rồi, đặc biệt rồi. Thế còn về giá cả, còn về chính sách bán hàng ấy, thì mình nghĩ rằng là nó luôn luôn có một sự đột phá, luôn luôn có sự bám theo hơi thở của thị trường, và Vin luôn đưa ra những cái bài toán đầu tư cho nhà đầu tư mà chúng ta cùng cái hợp tác chiến lược dài hạn, chứ không phải là đâu đó có cái sự phân tích. Mình thấy là cũng bác các bạn, hoặc là sáng nay mình có một video phân tích rồi, thì chúng ta cứ chờ đợi từ chính sách chính của chủ đầu tư. Thế còn các bạn muốn tìm hiểu thêm hoặc cái gì đi trước thì các bạn phải inbox cho mình, thì cái sự chia sẻ nó cũng là mình trên cơ sở là mình phải là làm đúng những điều gì chủ đầu tư cho phép. Thế và chúng ta là thấy đây là một cơ hội, thì chúng ta cũng phải tìm và hiểu sớm, và đâu đó cũng phải chuẩn bị cái nguồn tài chính nó khác. Nó có mỗi một cái dự án, nó có một điều đặc biệt, và mình hy vọng là những này cũng sẽ đem đến tao lại kỳ tích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.